Xin chào, đây là cái thức ăn mà hôm qua rế cá TV nó ăn còn dư lại. Tôi cất vô tủ lạnh, sáng nay tôi bỏ thêm bột ăn dặm cho trẻ em vào, cho nó ăn tiếp. Cái bịch bột ăn dặm này là mua trong siêu thị có 30 ngàn một bịch thôi. Rồi tôi hâm nước sôi nóng lên rồi nè. Tôi mới đổ vô thêm. Hôm nay là bữa ăn cuối cùng mà tôi làm cho rế cá TV. Đổ nước sôi xong rồi tôi quậy lên á, thì trong bột ăn dặm này á, tôi lúc nào cũng bỏ thêm cơm, một ít cơm nguội vô với rong biển hoặc là ngũ cốc, thí dụ như là đậu nè hay là cà rốt, khoai tây, thì rế cá TV nó thích ăn cái này lắm. Nguyên nhân chia tay rế cá TV vì em ấy đã lớn rồi và lại có nhiều rế cá con khác lại bị bắt nữa. Mà kỳ này chắc Tiun quyết định là không thể mua rế cá con được nữa. Tiun không còn thời gian để chăm sóc được nữa. Nên rế cá TV có thể là bé rế cá cuối cùng mà Tiun nhận nuôi. Cho dù Tiun có mua giải cứu những cái con rế cá con khác á, nếu cái người săn chợ mà họ không có thả nó về cái hang ổ nó giùm Tiun á, thì tôi phải lấy về gửi cho bạn bè nuôi nuôi lớn, xong rồi tôi cũng đem về thiên nhiên tôi thả. Đây là chỗ sống của rái cá TV, các bạn thấy không, nó nghe tiếng tôi gọi là nó như vậy đấy, nó đánh hơi tôi từ xa luôn á các bạn. Nó đói bụng rồi, nó muốn ra nè, để tôi cho nó ra. Rái cá TV là rái cá đã được thuần hóa, nó giống như một ông thầy tu vậy đó, nên các bạn đừng có bao giờ cho nó ăn cá nha, giúp cho Tiun đừng có ăn cá nha. Và trong nước thì Tiun bỏ lá cây vô cho nó chơi chứ không có bỏ cá, bỏ lá để cho nó chơi giết mấy cái lá, nó yêu thiên nhiên. Vô đi con, hái lá đi con. Đây là mấy cái lá lá bưởi nè, vô chơi đi con. Nước lạnh quá hả? Đó, nó nói như vậy là nước lạnh đó các bạn. Đó, nó lụm lá chơi kìa. Khi mà các bạn nuôi nó, các bạn sẽ hiểu được ngôn ngữ của nó. Nếu mà các bạn nuôi nhiều thú vật á, các bạn sẽ hiểu hết tất cả ngôn ngữ của nó luôn. Việc đó rất là đơn giản. Còn khi Tiêu đã hiểu được tất cả ngôn ngữ của loài vật rồi, Tiêu thấy là tình yêu thương động vật của Tiêu rất là nhiều. Tiêu từ bỏ tất cả để làm cái công việc là cứu chúng. TV vô đây bơi đi con. Hôm nay á là Tiêu nó không. Sao con? Hôm nay là Tiun không còn cái cơ hội để chơi chung với con được nữa. Tiun không biết giao con cho người bạn này nuôi, anh ta có yêu thương con không, có chăm lo cho con tốt không, bởi vì xác suất rất là thấp. Bởi vì ai cũng có cái nghiệp của mình, cũng có cái công việc của mình, nhưng anh ấy có điều kiện nuôi con. Rái cá mà tôi gửi gắm cho bạn bè nuôi, tôi không có bao giờ đụng tới tiền luôn á, là tôi gửi nuôi chứ không phải là tôi buôn bán. Và những người nhận nuôi thú giùm tôi họ cũng hiểu điều đó, tôi không có lấy tiền, thậm chí tôi còn cho họ lại tiền để họ nuôi giùm tôi nữa. Họ nuôi không nổi á thì họ trả về cho tôi để tôi tìm nơi có điều kiện tốt hơn, hoặc thả chúng về thiên nhiên. Như rái cá TV nó là rái cá bị dị tật nên tôi không có thể mà thả nó về thiên nhiên được, phải có người quản lý nó, thì cái người bạn đó họ có điều kiện sống với thiên nhiên, sống gần với môi trường tự nhiên thì họ quản lý nó được, họ giúp cho nó phát triển.
Bây giờ kiếm lại một bé rái cá đực như thế này mà thông minh mà ăn chay được như thế này không có đâu. Khó lắm. Tôi đã mất TVT một lần rồi. Nó là con rái cá mà tôi đã thuần hóa trở thành rái cá hoang dã đỉnh nhất luôn á. Nó có thể phát hiện được tất cả cạm bẫy của con người mà nó còn bị hại nữa. Còn con rái cá TV này thì sao? Nó quá ngây thơ, nó đâu có biết băng cá làm sao đâu. Nó toàn là chơi với lá cây, chơi với thực vật không à. Nó mà về thiên nhiên là nó chết chắc. Săn trộm đang rình rập con để bán cho Trung Quốc. Mà bên đó họ mua là để lột lông. Nghĩ tới Trung Quốc là tôi cảm thấy tại sao như vậy, tại sao lại một đất nước như vậy, lớn như vậy mà lại hành động như thế. Thôi kệ đi, ai làm thì người đó chịu. Còn tôi đã cố gắng làm phần việc của tôi rồi. Đây, rái cá TV nó sẽ chơi nước khoảng 15-20 phút. TV ơi, lại đây chơi nè con. Lại đây chơi nước, bơi đi. Nước lạnh cũng bơi đi con. Ở ngoài thiên nhiên á, nó lạnh vậy đó con. Tập đi. Tập đi con. Nè, tập đi con. Thương nghe lời Tiun đi con. Thương nghe lời Tiun đi. Đó đó đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Nè nè, nó giận Tiun nè. Đó, nó mới vừa cắn Tiun nè. Nhưng mà không có bị chày đâu. Bị chạy một chút xíu, bị chạy chút xíu, nó cắn tôi rất là nhẹ luôn á. À, hồi nãy rái cá TV nó nổi điên lên, nó phập cho tôi một cái nhẹ như trên tay như thế này nè các bạn thấy không. Nhưng mà nó phập rất nhẹ để nó thông báo cho tôi biết rằng là nó không thích điều đó, và để tôi cho các bạn biết là nhận biết âm thanh khi rái cá tức giận là như thế nào. Bây giờ tôi sẽ chụp đầu nó. Tại sao nó lại tức giận? Bởi vì nó đang đói bụng, các bạn hiểu không? Nè, con nó gừ nè. Gừ đi. Hung dữ, tỏ vẻ hung dữ coi. Trời ơi, hung dữ ăn đôi đũa. Cái đôi đũa này là tôi dùng để gõ vô cái mỏ của nó đó. Gõ vô cái mỏ khi mà nó hư, nó tức giận á. Còn cách mà để khống chế rái cá, nắm đầu nó vậy nè, là nó sợ lắm. Còn muốn làm cho nó dễ chịu trở lại, thư giãn nè. Tivi, tivi ngoan. Không, vừa tức giận mà vừa khóc luôn rồi. Khóc nhè luôn rồi. À, ngoan nè, vú nè, TV nè. Mình nói như vậy là nó ngoan. TV. À, đó, ngoan đó. TV ngoan nha con. Tôi bỏ vô nước cho nó hung dữ đó các bạn. Nó không thích bỏ vô nước. Đó, cái âm thanh này là bình thường, nó không có tức giận gì cả. Rồi, âm thanh tức giận nè. Gừ nè. Gừ là tức giận nè. Lắc gì nó không khó chịu là nó gừ. Hiểu rồi đúng không? À, TV ngoan nghe chưa? TV ngoan nghe chưa nha. Bây giờ cho TV ăn nha. Âm thanh nè, không có gừ đúng không? Đó, như vậy nó rất là ngoan hiền. Nắm đầu nó là nó sợ liền rồi. Nè, ăn nè, ăn thêm nha. Nó đói bụng thôi. Chẳng qua là nó muốn ăn thêm thôi các bạn à. Các bạn mà bỏ rái cá đói thì nó cũng sẽ nổi điên lên như vậy. Nó sẽ gừ. Nó phập, nó chạy tới các bạn, nó phập phập bởi vì nó quá đói bụng. Nhưng mà bởi vì cái hàm răng của nó rất là bén, chứ không như răng của con chó, nó mỏng, nó không có bén bằng răng của rái cá. Răng rái cá là răng có thể mà cắn lủng da của cá sấu mà, nên chỉ cần nó đụng nhẹ vô các bạn cũng dễ bị trầy. Nhưng mà nó biết kiềm chế lắm, nó không bao giờ muốn làm các bạn bị thương đâu. Rái cá TV là nó đã được thuần hóa khỉ như vậy rồi. Nếu mà nó ăn chưa no thì nó sẽ tức giận, nó la lên, nó đòi ăn nữa. Mà mình khống chế nó thì nó sẽ gừ. Và mình chỉ cần vuốt ve nó thì nó sẽ ngoan ngoãn lại, là nó sẽ nhõng nhẽo lại. Các bạn hiểu ý rồi đúng không? Còn để chừng trị tội cho nó đâu. Trị tội nha. TV không có hư nghe chưa? Lấy cái cây nhịp nhịp nó TV nha. Hư là đánh đòn nha con. Biết chưa? Biết hư là đánh, bị đánh đòn không? Như vậy là xong. Bạn có thể để đứng lên cho rái cá ăn dễ. No rồi đem đi tắm rửa sạch sẽ, lau khô, chơi chung một chút.
rồi mới bỏ vô chuồng cho bé ngủ. Một ngày làm như vậy 3 lần nha. Ăn xong rồi, cho em nó lại đây nó uống một miếng nước. Uống nước. Ngoan nghe nha, TV uống nước. Rồi. Tắm. Uống nước đi nè. Nó không nhỏ nhẹo á. Nó vậy là không sao đâu, chừng nào nó gừ mình thì nó mới có sao. Còn đây là xà bông để tắm cho rái cá TV, xà bông Johnson Baby để cho nó không có bị cay mắt nha. Đó, bé rái cá lông mượt này nó không có thích cái loại xà bông màu xanh cho lắm, nó thích cái chai màu vàng hơn. Nên các bạn cho nó tắm cái chai màu vàng nó sẽ thích hơn. Lại đây tắm. Đó, bắt cho nó tắm xà bông sạch sẽ luôn. Nó nhõng nhẽo vậy cứ la nó. Ngoan chưa? Ngoan chưa? Hư hả? Hư không? Hư hả? Tắm xà bông á. Ngoan nè. Quay 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 quay. Ép tắm. Ép tắm xà bông. Nó không chịu tắm nên nó nhõng nhẽo, nó kêu vậy đó. Nhưng mà ép nó tắm, nó không có cắn mình đâu. Rửa mặt nè, rửa trên mặt nè. Thấy không? Thấy tôi rửa trên mặt không? Nha. Làm giống Tiun như vậy nha. Em đi cho. Đây. Hư hả? Đó, thấy không? Sợ liền. Thấy không? Tức giận hả? Cho dù nó tức giận nó cũng không có cắn đâu. Nó không có cắn thiệt tình đâu các bạn. Nên đừng có lo. Ngoan. Một tay tôi giữ cái cổ nó lại, một tay tôi lấy xà mình đó. Tôi tắm xà bông như vậy nó mới sạch sẽ được. Nó mới thơm tho được. Rồi. Đây. Không, nó hù cắn tôi nhưng mà nó không có cắn, nó chỉ hực thôi hả? Nó xạo. Nó xạo tát vô trong ngõ cho bớt xạo. Bé mà ngoan không chịu tắm là cứ nắm đầu bé lại như thế này. Đó, bé này là bé đang tức giận nè. Rồi xong rồi, không tắm nữa, đi ra. Rồi, đó, về ngoan nè. Bé ngoan chưa? Bé ngoan rồi đúng không? Tặng cho bé một nụ hôn. Không, tôi ôn mà hung nó là nó biết tôi ôn hung nó liền, là nó nhõng nhẽo liền, nó hết hung dữ liền. Như vậy đó, nó sống rất tình cảm mà. Tắm xong rửa sạch sẽ nghe lời là phải hung yêu. Thương bé là bé ngoan liền. Ai còn nhõng nhẽo bà. Không có nhõng nhẽo hư nha. TV hư nha. Rồi TV đi ra. Lấy khăn lau mình nè. Ẩm lên. Đi lấy khăn lau mình nữa là xong. Bỏ vô trong chuồng nữa là bé ngoan thôi. Cho tắm rửa sạch sẽ xong rồi, tôi đã lấy khăn lau mình cho bé. Rồi xong rồi đó. Như vậy là xong. Bây giờ là có thể đem bé bỏ vô trong lòng được rồi. Rồi bé hư hả bé? Lên đây. Bé hực vậy thôi chứ bé không có cắn mình đâu. Nè đi vô trong lòng nè. Thấy chưa các bạn? Nó biết đây là nhà của nó. Là mọi thứ xong xuôi hết rồi là bé đi vô trong nhà bé ở thôi. Như vậy rất là đơn giản. Nhưng mà bây giờ là tôi ôn phải chia tay TV. Con à, tôi ôn phải chia tay con rồi. Nhiệm vụ của tôi ôn đối với con đã hoàn thành rồi. Phần còn lại con phải cố gắng sống tốt nha TV. Con đã ăn thực vật được rồi, con đã ăn rau củ quả được rồi. Con không còn bị lệ thuộc vô phải ăn cá nữa. Đến lúc con phải đi rồi TV, đi ra con. Đi, đi ra đây. Ra nào, TV ra nào. Con làm sụp võng rồi đúng không? Cái võng của con cũng đã đứt rồi. Duyên nợ của Tion với con đến đây thôi. Hẹn gặp lại ở cõi hạnh phúc hơn nha con. Một cái cõi mà con sẽ được thương yêu. Con sẽ đến thế giới đó khi con đã làm xong nhiệm vụ ở thế giới này. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó nha.
vai trò của con trong tự nhiên, con phải bảo vệ giống nòi của rái cá của con để thực hiện sứ mệnh bảo vệ thế giới. Rái cá có vai trò là bảo vệ môi trường cho thế giới đó các bạn, chứ không như con người của chúng ta sinh ra để làm hại môi trường. Ok, đi con, đi ra. Được rồi, giờ em ấy muốn lên võng ngủ nè, nên nó không chịu ra nè, nó cứ chuồn chuồn vô cái võng hoài à, các bạn thấy không? Thôi được rồi con, đi con, chia tay rồi con, chia tay rồi, chia tay rồi. Lòng của con cũng để sẵn nè, con sẽ vô đây nha.